Hello xin chào cô bác anh chị và các bạn nhá. Thì đặc biệt là cô bác anh chị và các bạn um, có cái sở thích và đam mê trồng người Thì uh, hôm nay là tháng uh, giữa tháng 5. Giữa tháng 5 rồi. Thì uh, rất là nhiều bạn cũng băn khoăn và không biết là cái thời gian nào chúng ta bón kali. Và bón uh, bón kali ở cái thời điểm nào và cách bón như thế nào cho hợp lý đặc biệt là cho cây bưởi diễn thì video ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho cô bác chị và các bạn biết cái cách làm của mình đó là cái cách làm bón kali cho cây bưởi diễn ở cái thời gian và cái cách cái cách bón như thế nào. cho là hợp lý. thì video ngày hôm nay mình lại chia sẻ để cô bác chị và các bạn được tham khảo. ngay bây giờ thì xin mời cô bác chị và các bạn hãy theo dõi cái cách cũng như là cái hướng dẫn cái cách làm của mình đã làm rồi thì mình đã chia sẻ lên đây để các bạn thì trước hết mình sẽ chia sẻ với các bạn đó chính là cái thời gian thời gian chúng ta bón kali thì theo cái kinh nghiệm cũng như cái cách làm của mình thì trong cái thời gian từ tháng trong cái thời gian nó là từ tháng từ lúc đậu quả từ lúc cây bưởi chúng ta đậu quả thì đến cái thời gian tháng 6 là cái thời gian cây bưởi cần nhiều dinh dưỡng nhất để phát triển và nuôi quả lớn và trưởng thành. đó là cái thời gian đấy là chúng ta à, chăm bón bằng loại phân chuồng hoai mục phân à, à, hóa học đấy. kết hợp cho cây bưởi để cây bưởi phát triển nhanh quả to đều đẹp mã đẹp đấy là cái thời gian đó thì chúng ta không lên và đặc biệt là mình không không dùng à, bón kali trực tiếp ở cái thời gian đấy đó là cái thời gian đậu quả và đến tháng 6 đầu tháng 6 là là mình không bón kali trực tiếp vào gốc cũng như là tưới và gốc đấy, là đó là cái thời gian mà mà mình nghĩ đó là cái thời gian quả bưởi cần được cái lượng dinh dưỡng đồng đều để phát triển nên mình không bón cái kali độc kali ở cái thời gian đó cho nên cái thời gian đấy thì chúng ta không nên bón kali trực tiếp vào cây bưởi đấy. bởi vì cái thời gian đó là Kali thì các bạn biết rồi Kali đó, đó là nó sẽ làm cho các cây 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 bưởi quả bưởi của chúng ta thêm cái độ rắn chắc và đặc biệt là cái bộ rễ nó sẽ kém phát triển đi vì vì Kali nó có độ mặn đấy. nếu chúng ta bón trên cái những cái lá cỏ lon như thế này đấy. thì khiến cho cái lá cỏ lon chúng ta chết đi đấy. thì cái độ thì điều đó chứng tỏ ra là cái bộ rễ tơ lon của chúng ta cây bưởi chúng ta đang cái thời gian phát triển thì nuôi quả nếu chúng ta bón được cái thời gian đó thì Thì Chúng ta bón được cái thời gian đấy thì Nếu chúng ta bón được cái thời gian đấy thì sẽ làm cho cái quả cây rễ cây bưởi chúng ta phát triển kém đi Quả nó nhỏ đi Nó không lớn được bởi vì lúc đó hạn chế cái độ 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 Cái cái rễ của chúng ta nó sẽ phát triển nó không được phát triển nữa mà nó chết cái rễ lon đi đó là mình, đó là cái kinh nghiệm của mình là làm như vậy. thì ở cái thời gian mà cái quả từ lúc đậu cho đến cái lúc cái thời gian tháng 6 là mình không bón kali trực tiếp luôn, cũng như là tưới thì bắt đầu bắt đầu tưới kali của mình là bắt đầu từ tháng sáu, tùy theo các bạn có thể là cái lượng kali các bạn có thể dùng như mình thì mình dùng cái kali đỏ, Đấy, cái la kali đỏ mình không dùng cái loại dòng kali khác nó kali như rất là nhiều dòng kali các bạn như kali đức rồi thì kali đức rồi thì rất là nhiều loại dòng kali khác nhau Đấy, như các bạn nhìn xem đây là cái quả bưởi rất là đẹp mình đang kiểm tra quả đây này, này thì có rất là nhiều cái cái dòng kali khác nhau thì tùy các bạn các đây các bạn là tùy theo kinh tế của gia đình nhà mình thì các bạn có thể là, là dùng cái loại kali sao nó hợp lý Đấy, thì mình dùng cái loại dòng kali đỏ thì mình bón kali đỏ vào cái thời gian thì mình chia đều ra làm 3 lần. Chia 3 lần thì mình bón vào thứ nhất là gì? Mình bón vào giữa tháng 6 hoặc đầu tháng 6 tùy theo cái thời gian của mình. Thì mình bón vào đầu tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 mình đón bón giữa tháng 6 là mình bón một đợt. Cứ cho khoảng từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 6 là mình đến 15 tháng 6 là mình đón một đợt. Sau đó thì mình ngưng lại và mình đón đến tháng 7 mình lại bón một đợt nữa. Đói, 15 tháng 7 mình bón một đợt và đến tiếp tục đến đầu tháng 8 hoặc là đến 15 tháng 8 mình lại bón một đợt nữa thì mình chia làm 3 đợt bón như vậy đó là bón cho cây bưởi diễn thì mình mình căn làm như vậy mình bón làm ba đợt cho cái bưởi thì à, mình cũng xin nói lại với các bạn là cái thời gian từ lúc đậu quả cho đến tháng 6 là mình không bón kali mình có thể là mình có thể bón ở trong phân thôi kali lúc đó là cây nó tự ăn kali ở trong phân đó là trong cái do hun đấy rồi trong phân LPK đấy, thì đó là cái thời gian mà cây nó cần lượng dinh dưỡng đồng đều để nó nuôi cây nuôi quả phát triển cho nó lớn nhanh bắt đầu từ tháng 6 đầu tháng 6 và đến 15 tháng 6 là bắt đầu mình bón kali trực tiếp đợt đầu tiên sau đó đến đầu tháng 7 và đến 10 từ đầu tháng 7 đến 15 tháng 7 là tiếp tục đợt thứ hai trong thời gian đó thì mình có thể bón đó, bất cứ cái thời gian bất cứ ở cái đầu tháng 7 thì mình cũng được và đến 15 tháng 7 cũng được thì mình đón như vậy và đến tiếp tục đầu tháng 8 và đến 15 tháng 8 thì mình chia làm 3 giai đoạn đó, giai đoạn thứ nhất đó chính là vào tháng 6 và giai đoạn thứ hai đó vào tháng 7 và giai đoạn thứ ba là vào tháng 8 thì trong khoảng thời gian này các bạn có thể là bón hợp lý ở cái thời điểm nào đó thì mình cũng uh, nói kỹ hơn đó chính là các bạn có thể là bón trong khoảng thời gian từ đầu tháng đến 15 và đấy thì trong khoảng thời gian đấy các bạn dành thời gian nào thì các bạn bón được cái thời gian đấy thì cái cách bón như thế nào thì cái cách bón của mình là gì xin lưu ý các bạn là trước khi mình đi vào cái cách bón thì mình cũng lưu ý với các bạn là đặc biệt là cái trời mưa để một số bạn thì tận dụng cái trời mưa thì trời mưa xong thì các bạn mang kali lên các bạn giải trực tiếp luôn vào gốc đặc biệt những cái gốc cây của mình này thì các bạn giải trực tiếp kali lên trên mặt đất này thì chia sẻ với các bạn đó cũng là một cách làm mà sai đó là sai cái kỹ thuật đấy với mình thì mình chia sẻ với các bạn đó là cái cách làm sai kỹ thuật bởi vì trong cái trong cái lượng mưa đấy, trong cái cơn mưa vừa rồi đấy, ví dụ như chúng ta mưa xong chúng ta lên chúng ta vãi kali vào thì mình chia sẻ với các bạn là trong một cơn mưa đã vừa rồi mưa ướt sũng ra rồi thì trong cái lượng nước mưa nó có axit rất là nhiều luôn. Nó mưa xuống nó làm cái độ pH ở gốc cây của chúng ta giảm, cái lồng độ pH nó giảm đi. Khi đó chúng ta vãi kali xuống thì uh, vãi vãi kali, vãi kali trên mặt đất này xuống thì cái cái bộ rễ cây đó lúc đó cái cái lồng độ đất, cái độ cái độ trung hòa của đất. Đấy, nó không còn uh, đồng đều nữa và lúc đó bị lệch nên cái cây của chúng ta nó không hút được hết được các à, lượng kali mà chúng ta bón đấy đấy là cái thứ nhất cái thứ hai đó chính là cái lượng kali chúng ta vãi trên mặt này thì à, chỉ khu vực nào nó ẩm nó là ẩm thì bắt đầu mới thẩm thấu được một phần thôi còn thì cái lượng cây mà hút được thì nó rất là ít đấy, thì mình lãng phí đi một cái lượng kali rất là lớn luôn đấy thì một số các bạn là lưu ý như vậy thì không nên bón vào sau những cơn mưa thì một số các bạn là lợi dụng mưa xong thì các bạn mang ra các bạn kali vãi hết trên mặt này, trên mặt bề mặt từ trong cái tán cây hất vào thì đó là với mình thì đó là một cách làm sai hoàn toàn. thì à, cái cách làm của mình thì à, đặc biệt là cái thời gian à, khô giáo như thế này, đấy các bạn, ạ đặc biệt cái thời gian thời gian khô giáo như thế này thì à, có hai cái cách, một là cô bác anh chị và các bạn có thể là hòa kali hòa kali vào cái phi nước Đấy. Hòa phi nước hòa và phi nước và cái lượng kali bón trong mỗi cây thì cô bác anh chị các bạn có thể là căn Đấy. cây này to nhỏ thì chúng ta lựa căn cái lượng kali sao cho nó hợp lý Đấy. và một số căn cái lượng kali sao cho nó hợp lý để cô bác anh chị Đấy. tưới trực tiếp trên bề mặt này sao cho nó ướt sũng hết sao cho nó ướt sũng trên cái bề mặt từ tán cây hết và dễ Đấy. sao cho nó ướt đều thẩm thấu đều ẩm đều để cho cây hút lượng kali lên cho quả được độ ngọt Đấy. cái thứ hai cách thứ hai đó chúng ta là vãi Kali trực tiếp trên bề mặt này đại lượng Kali sao cho nó phù hợp với từng cây sau đó chúng ta dùng nước sạch đấy, hút nước sạch lên để chúng ta tưới đều giả làm mưa tưới ẩn đều ẩm đều trên cái bề mặt này đấy, ẩm đều trên cái bề mặt này và cái lượng Kali trên bề mặt nó được tan ra nó ngấm xuống đất đều xuống đất và cái lượng cây nó hút được đều thì cái cây chúng ta là vạ lào quả vạ lào nó cũng ngọt đều luôn các bạn đấy thì cái cách làm của mình là như vậy thì chia sẻ với các anh chị và các bạn như thế thì một số cái lưu ý với các bạn là một số cái lưu ý với các bạn là với một cái lượng các bạn phải biết căn bởi vì cái cây chúng ta là ví dụ cây nhiều cây nhỏ cây to thì chúng ta căn làm sao cái lượng kali sao cho nó hợp lý để cô bác anh chị bón cho cái cây nó hợp lý nếu chúng ta một cái cây nhỏ mà chúng ta bón cái lượng kali rất là lớn luôn. thì cái cây nó sẽ làm cho cái cây nó chết đi vì cái rễ trong kali nó mặn, nó sẽ làm cái cây bộ rễ cây nó chết. cây nó đỏ ra. Thì mình cũng chứng kiến một cái trường hợp đó chính là bón nhiều kali quá các bạn ạ. Đấy, bón nhiều kali quá. Đấy, đặc biệt là vãi kali trên mặt và tưới rất là nhiều kali luôn. Tưới lạm dụng kali quá nhiều luôn thì cái cây bộ rễ cây của chúng ta không phát triển được mà là chết những cái rễ tơ đi, Đấy. Cái quả cái cây nó sẽ vàng đi các bạn, Đấy. cây nó chút lá và nó vàng, nó vàng kịch luôn bởi vì lúc đó cái cây nó không để hút được dinh dưỡng lên, rễ à, nó chết đi, rễ lo nó chết đi và lá vàng kịch. thứ hai là quả nó, cái quả bưởi của chúng ta nó rắn chắc luôn, quả bưởi rất là rắn chắc, Đấy. cái thứ ba đó chính là tép bưởi tép bưởi lúc đó thì rất là ngọt nhưng mà rất là khô luôn các bạn ngọt nhưng mà rất là khô. Đấy, đó là chúng ta lạm dụng kali rất là nhiều. Đấy thì điều đó là gì? Chúng ta hãy bón làm sao cái lượng kali nó vừa phải, cái quả bưởi chúng ta nó vẫn có độ phát triển đều, Đấy, phát triển đều đẹp mã đẹp và ừ, tôm của chúng ta mọng nước, vậy ngon ngọt, Đấy, giòn ngon ngọt. Đấy. Nếu chúng ta lạm dụng quá nhiều cái tôm của chúng ta nó cứng, nó rất là giòn luôn nhưng nó cứng, bạn nó hiện tượng nó gần như là nó gần như là keo khô vào đấy các bạn đó mình đã được ăn và chứng kiến rồi thì đó là cái cách bón Kali của mình thì mình cũng nói lại là nó là mình chia làm 3 loại ba cái thời gian đó là thời gian tháng 6 tháng 7 tháng 8 đó là cái ba thời gian mình bón Kali cho bưởi diễn và cái cách bón của mình đó chính là bón vào cái thời gian uh, uh, khô giáo như thế này đấy. một là mình dùng uh, hòa nước dùng Kali hòa nước đều và nước đấy mình tưới đều cho cái cây bắt đầu từ từ tán hết vào gốc mình tưới đều đây là cách thứ nhất cách thứ hai đó chính là mình giải lượng kali cần thiết đủ cho cái cây sau đó thì mình giải trên mặt sau đó là mình dùng nước sạch mình dùng nước mình dùng máy máy bơm mình bơm nước lên mà mình tưới cho cái cây nó ướt sũng đều và cái lượng kali nó tan đều trên đó và cái cây nó được hấp thu đều hấp thu đều trên trên bề mặt đấy hấp thu đều để cây nó hút dinh dưỡng lên và cũng một số các bạn một số nữa làm lưu ý mà cô bác anh chị và các bạn là khi mình bón kali trong cái thời gian mình bón kali thì chúng ta phải giữ cái độ ẩm đều cho cái cây đấy, giữ giữ độ ẩm đều cho cái cây để cây hút được lượng kali uh, tốt nhất uh, chúng ta hôm nay ví dụ như hôm nay chúng ta tưới thì cái lượng kali chúng ta ngấm trong đất này cây chúng ta là chưa hút hết được các bạn cây của chúng ta hút có thể là rơi vào độ trong vòng một một tháng đó ví dụ chúng ta cách một tháng chúng ta bón lần thì nếu chúng ta mà không giữ độ ẩm đều thì trong vòng một tháng nó cái cây lượng kali ở trong đất cây chưa thể hút được hết lên nên trong thời gian đó cô bác anh chị làm sao phải giữ độ ẩm tưới độ ẩm làm sao đều cho cái cây để cây nó hút được lượng kali mà chúng ta vừa bón nó cho nó hết sau đó lại tháng sau chúng ta lại tiếp tục bón lần 2, lần 3 đó là một số cái lưu ý của bác anh chị mình chỉ ra như vậy và là cái cách làm của mình như vậy thì mình chỉ ra cho cô bác anh chị tham khảo và có thể áp dụng được phần nào rồi ok, video ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn biết được cái thời gian và cái cách thức bón kali sao cho nó hợp lý cho cái cây bưởi diễn và đặc biệt là một số cái dòng bưởi khác thì chúng ta căn cái thời gian chúng ta bón sao cho hợp lý. Thì video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn đến đây thôi. Thì cô bác anh chị và các bạn thấy hay hữu ích thì cô bác anh chị các bạn hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ mình để mình có cái động lực tiếp tục chia sẻ về cái kinh nghiệm làm vườn à, cùng các bạn cũng như là cùng để làm vườn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.